Từ một huyện khó khăn nhất tỉnh Hưng Yên, sau 14 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo huyện Phù Cừ đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 sẽ về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đi lại khó khăn, nhưng đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ. Chỉ tính riêng năm 2024, huyện Phù Cừ đã dành tổng mức đầu tư khoảng trên 1.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, giáo dục, y tế. Đặc biệt, các tuyến đường có sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Toàn huyện có khoảng 1.000 hộ dân hiến trên 65.000 mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Gia đình chúng tôi đã hiến là hai mặt bằng 60 mét vuông đất, tường bao thì 7 mét dài, đường rộng dài thì phát triển kinh tế sẽ mạnh lên. Cuộc sống của người dân cũng được thừa hưởng những cái của xây dựng nông thôn mới trong quá trình là các mặt hàng, dịch vụ, cơ sở vật chất, này, hạ tầng thì đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều những cái công trình lớn. Huyện Phù Cừ xác định xây dựng thương hiệu quả vải là hướng đi phát triển kinh tế nên đã xây dựng các vùng trồng vải chuyên canh, vải lai chín sớm tại các xã Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa, vải trứng tại các xã Phan Xào Nam, Minh Tân, Quang Hưng, Đoàn Đào. Với tổng diện tích gần 1.200 hectare, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng gần 13%. Phù Cừ cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về môi trường như xây dựng 5 hệ thống xử lý nước thải. Toàn huyện có 86% tổng số hộ phân loại rác thải hữu cơ, vận chuyển, phun đảo trộn rác tại 21 bãi, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu cuối năm 2024 có thêm xã Đoàn Đào và Quang Hưng sẽ về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện theo các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới thì huyện đang tập trung rất cao độ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Cái biểu hiện rõ nhất trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới này đó là người dân rất là tích cực hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, thế rồi đóng góp kinh phí ngày công xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng các đường điện chiếu sáng và đảm bảo cái cảnh quan môi trường ở nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, huyện Phù Cừ sẽ triển khai nhiều giải pháp trong đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng đồng bộ theo định hướng quy hoạch của tỉnh. Phấn đấu cuối năm nay sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao.